Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án đến từ sàn DeFiGo nhé. Thì hiện nay cái sàn DeFiGo này đang có một cái chương trình airdrop, đó là đăng ký mới. Mọi người sẽ nhận được là 20.000 cái token sàn DeFiGo, ký hiệu là DFT. Và mỗi một lượt giới thiệu thì mọi người sẽ nhận được là 10.000 cái DFT này nhé. Rồi ok mọi người, thì để tham gia vào cái dự án của sàn này thì mọi người sẽ bấm vào đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn Get Start này, hoặc là ai dịch ra tiếng Việt thì mọi người sẽ bấm vào Bắt Đầu và tiến hành tạo một tài khoản cho mình. Rồi ở cái mục Username này thì mọi người sẽ điền Username tùy ý nhé. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ nhập địa chỉ email. Ok, sau đó thì mọi người sẽ nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu. Mọi người lưu ý là mật khẩu bao gồm có ít nhất một chữ viết hoa, một ký tự, một số. Rồi và mọi người sẽ nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu cho mình nhé. Rồi sau đó thì mọi người bấm chọn Sign Up cho mình. Rồi ok, sau khi bấm vào Sign Up thì nó sẽ chuyển mọi người đến cái giao diện của ví nhé. Rồi thì ở cái giao diện của ví này nó rất là hay. Và khi mọi người đăng ký xong thì mọi người sẽ nhận ngay được là 20.000 cái đồng token DeFiGo này nhé. Và cũng không cần phải KYC. Và mọi người sẽ lưu ý một điều rằng là cái sàn DeFiGo này thì nó có một cái hệ thống quét IP, nên là mọi người cũng không thể cheat tài khoản được nhé. Mọi người cố gắng là làm cho mình mỗi một máy điện thoại chỉ đăng ký một tài khoản thôi nhé. Và mọi người sẽ không được cheat tài khoản trên cùng một máy điện thoại cũng như trên cùng một IP. Ví dụ mọi người muốn đăng ký 2-3 tài khoản thì mọi người sẽ cần phải chuyển đổi một máy là dùng Wi-Fi, một máy là dùng 3G, hoặc là mọi người có thể sang một cái Wi-Fi khác ở quán cà phê chẳng hạn thì mọi người sử dụng để đăng ký nhé. Và mỗi một lượt đăng ký thì mọi người sẽ nhận thêm được là 20.000 cái đồng token DFT này. Rồi thì cái sàn này ấy, nó có một cái điều hay là nó mọi người có thể là swap được các đồng token của nó ở trên sàn luôn. Đó. Đây ví dụ như mọi người sẽ bấm vào swap này. Và ở đây thì mọi người có thể swap các đồng coin sang các đồng coin khác nhé. Ví dụ BNB sang BNP chẳng hạn, rồi tất tần tật các đồng coin này. Hoặc là mọi người cũng có thể là swap những cái đồng coin đó về ví. Ở đây thì mọi người cũng có thể kết nối ví Chớt hoặc ví MetaMask để swap các đồng coin nhé. Đấy, ở đây thì mọi người chọn kết nối thì mọi người sẽ swap được ngay. Rồi, quay trở lại để tìm hiểu thêm một chút về cái sàn này. Rồi, hiện nay ở trên sàn này thì nó cũng đang mở bán pre-sale cái đồng token này của nó. Thì nếu ai muốn tham gia vào cái dự án pre-sale này thì mọi người cũng có thể mua cái đồng token này ở trên cái app này của nó nhé. Thì cái giá bán hiện nay của nó là một BNB là mọi người sẽ nhận được là 1 triệu cái đồng token DFT này. Và sau khi nó list sàn đấy thì một BNB cái này nó sẽ khóa thanh khoản 95%. Nó sẽ được list sàn ở trên Pancake vào ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022 nhé. Đó, thì mọi người tham khảo thêm những cái thông tin này nếu ai muốn mua cái dự án này nhé. Còn một cái điều nữa là ở đây trong cái phần giao dịch ý, thì mọi người có thể chuyển đổi những cái đồng token này sang USD này, và mọi người cũng có thể rút về ví Payer này, rồi rút về ví PayPal này, hoặc là rút về tài khoản ngân hàng thẻ Visa Card nhé. Thì đây là một cái giao diện cũng như là một cái tính năng rất hay mà ở nhiều sàn khác không có. Rồi ok mọi người, thì đó là cái dự án airdrop để nhận 20.000 cái đồng token DFT từ cái sàn DeFiGo. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chatbot để nhận 0,05005 BNB đến từ sàn nhé. Thì đây là một cái dự án hoàn toàn miễn phí nên chẳng tội gì chúng ta không làm, đúng không? Rồi để tham gia vào cái chatbot này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả cho mình nhé. Rồi sau khi bấm vào đường link chatbot thì mọi người sẽ tiến hành chatbot cho mình nhé. Mọi người bấm chọn Start này. Rồi ở đây thì các yêu cầu của nó rất là đơn giản thôi. Nó yêu cầu mọi người sẽ join vào Twitter này. Mọi người kích chọn theo dõi cho mình. Rồi quay trở lại này.
Sau đó thì mọi người sẽ join tiếp vào Facebook này. Ở đây mọi người bấm chọn like cho mình. Tiếp tục quay trở lại bot. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào nhóm Telegram. Và ở đây nếu mọi người muốn lấy contract của nó thì mọi người có thể bấm vào cái mục contract này nhé. Để lấy contract add vào ví. Sau đó mọi người quay trở lại này. Mọi người sẽ join vào nhóm channel này. Rồi, ok. Sau đó quay trở lại. Và ở cái phần dưới này, nếu mà ai muốn mua cái đồng token DeFiGo này với cái giá pre-sale thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link này để tham gia mua nhé. Và sau đó thì mọi người sẽ bấm vào chữ Seed Wallet này để gửi cho nó cái địa chỉ ví nhé. Rồi ở đây thì mọi người sẽ gửi cho nó cái địa chỉ ví BNB của mã BSC nhé. Mọi người có thể lấy ở trên ví trước hoặc ví MetaMask đều được nhé. Rồi mọi người sẽ gửi cho nó địa chỉ ví. Tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn withdraw. Và sau khi mà nó kết thúc cái chương trình airdrop này thì nó sẽ phân phối về ví cho mọi người nhé. Nếu như mọi người nằm trong danh sách những người may mắn nhận phần thưởng. Rồi ok mọi người, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia một cái dự án khá là hot. Nên mọi người hãy nhanh tay đăng ký cho mình một tài khoản để nhận về những cái đồng token nhé. Biết đâu sau này khi nó mở khóa chúng ta lại có một cơ số tiền thì sao. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.